Ngày 7 tháng 11, tờ The Wall Street Journal đưa tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan đã trao đổi kín với những quan chức hàng đầu Nga với hy vọng giảm nguy cơ xung đột tại Ukraine lan rộng hoặc leo thang thành xung đột hạt nhân. Giới chức Mỹ và đồng minh cho hay, ông Sullivan đã bí mật trao đổi trong vài tháng qua với trợ lý Yuri Ushakov của Tổng thống Nga và thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, tuy nhiên chưa rõ số lượng cũng như thời gian cụ thể của các cuộc gọi. Mục đích của các cuộc trao đổi nhằm đề phòng nguy cơ leo thang và duy trì các kênh liên lạc, chứ không phải thảo luận về việc dàn xếp tình hình chiến sự ở Ukraine. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên và chỉ phản hồi các câu hỏi liên quan bằng một phát biểu của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson rằng mọi người khẳng định rất nhiều điều. Rất ít những cuộc liên lạc cấp cao giữa giới chức Mỹ và Nga được công khai trong vài tháng qua, khi Washington nhấn mạnh rằng bất cứ cuộc đàm phán nào về việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine phải được tổ chức giữa Moscow và Kiev. Thông tin về những cuộc trao đổi trên xuất hiện trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Nga đề cập nhiều hơn về vấn đề hạt nhân, nhiều lần cáo buộc Ukraine có ý định sử dụng bom bẩn nhưng chưa đưa ra chứng cứ. Ukraine bác bỏ cáo buộc trên. Mỹ và các nước phương Tây thì cho rằng Nga có thể dự định dàn dựng một vụ tấn công như thế để có cớ leo thang xung đột. Nga sau đó cáo buộc phương Tây khuyến khích những sự khiêu khích. Cố vấn an ninh quốc gia Sullivan hôm 4 tháng 11 đã bất ngờ đến Kiev và cam kết về sự hỗ trợ không suy xuyển của Mỹ dành cho Ukraine. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.